Nói tới làm phân mà bón cây thì mình có thể sử dụng khá nhiều nguyên liệu xung quanh nhà mình, chẳng hạn như nước dơ gạo các bạn. Thì mình Thanh nghĩ rằng các bạn biết cái điều này khá nhiều đó. Mình lấy cái nước dơ gạo này mình bón cây. Ngoài việc mình dùng nước giò gạo để làm phân thì hôm qua mình xay rau má nè, cải cầu vồng mình xay, mình lấy nước rồi cái xác này mình bỏ thì uổng đó, nên Nhật Thanh đã dùng những cái xác này mình ngâm làm phân luôn. Thì mình ngâm sau 24 tiếng đồng hồ thì những cái chất dinh dưỡng trong cái rau này nó hòa lẫn ở trong nước đó, thì mình bón cây nó khá tốt đó. Cái nước giò gạo này hồi nãy á, mình giò trong nhà đó, mình đem ra mình làm phân bón cây luôn, mình bỏ vô đây. Rồi ở đây nè, mấy cái xác của cái rau á mình bỏ vô trong đây luôn. Nói chung á, làm phân với các bạn đơn giản lắm, không phải là phức tạp gì hết. Giống như là mình sử dụng bất cứ những cái gì xung quanh nhà mình á, mình làm phân. Thì xác cà phê hồi nãy mình cũng mới pha cà phê cho chồng mình xong á, mình sử dụng luôn. Tuy nó còn nóng nhưng mà không sao, tại vì cái này mình ngâm cho tới 24 tiếng sau mình mới sử dụng lận. Còn đây á là mình vẫn sử dụng muối Epsom nha, để giúp cho cái cây của mình nó thêm tươi tốt. Thì các bạn đi vô trong khu pharmacy ở trong Walmart á, mình mua mình sử dụng khoảng chừng 2 cup nhưng mà chưa tới nữa. Mình bỏ thêm cái cục này vô đây. Rồi hôm nay á, mình sử dụng thêm một nguyên liệu đó là bone meal, để cho nó giống như là giúp cái rễ cây của mình nó phát triển tốt, thì cái cây của mình nó mới ra bông nhiều đó. Vừa có muối Epsom mà vừa có cái này nữa thì càng tốt, tại vì cái cây mình trồng rồi á nó không có còn, giống như là mình không có bỏ cái này dưới gốc nữa, mà mình pha ra để mình tưới. Thì Nhật Thanh á sử dụng khoảng 1 cup nha, 1 cup đó. Còn phân gà này nè các bạn, nói chung là theo sự chế biến của mình thôi. Phân gà của mình nè, ở đây mình sử dụng 1 cup nè. Bụi ghê không, không nhận bụi ghê á. Hai, mình quay mà mình muốn né qua một bên luôn, mà tại quay phim mình đâu có che cái mặt mình được đâu. Mình sử dụng 3 cup. Nếu mà các bạn muốn sử dụng quế á, thì lúc này mình có thể bỏ chừng khoảng 1 muỗng cà phê hay là 1,5 muỗng cà phê nha. Khi mà mình pha như vậy á, các bạn để khoảng 24 tiếng đồng hồ, giống như là một ngày một đêm á, rồi mình tưới. Mình lựa vào chiều á, buổi chiều mát mát mình tưới nha. Mình khuấy lên cho thật là đều nha. Mình khuấy lên khoảng chừng 2 hay 3 phút, rồi ngày hôm sau mình khuấy lên một lần nữa. Mà trước khi mình tưới các bạn nhớ giống như là mình khuấy đều lên đó. Cái này á, sau khi mình khuấy xong mình để vậy đó, mà nếu mà các bạn mình pha thật là nhiều, mình nói mình để cho giống như là 1 tuần á, giống như mình muốn tưới chừng nào mình tưới, mình mà để lâu quá nó đóng rong á cũng không có tốt, nó làm cho cái cây của mình, cái đất của mình nó bị bệnh đó. Nên mình chỉ cần để qua một ngày một đêm thôi, không nên để lâu quá.
Hôm nay á thì mình nói cho các bạn biết một cái bí mật nữa. Nhưng mà có lẽ cái bí mật này á mình đã từng nói qua rồi, nhưng mà các bạn có lẽ quên rồi. Thì cái bịch phân này nè, mình dùng để bón cây ăn trái, nhưng mà khi mình sử dụng trên rau quả của mình, giống như là những cây ớt, cây cà thì nó phát triển khá tốt luôn đó. Mình thấy cái nhánh á nó phát triển mà nó cứng cáp, nó tốt lắm. Mình không biết giải thích như thế nào mà khi các bạn sử dụng qua thì mình sẽ thấy cái cây cà, cây ớt, cái gì của mình, cây ăn trái của mình như là cây cà tím thì mình thấy nó phát triển vững chắc dữ lắm. Nhưng mà khi mình bón thì mình cũng bón vừa phải thôi, mình đừng có bón quá nhiều thì nó sẽ bị nóng đó. Cái phân này nó rất là thu hút những cái con chuột tới, nó phá cái cây của mình đó. Bởi vậy khi các bạn sử dụng cái phân này thì mình nên giống như là có cái gì rào chắn lại để cho nó đừng có tới nó ăn trái của cây mình đó, thì không có giống như là không có tốt, uổng lắm. Tại vì trái mình trồng khó ra lắm, nhưng mà ra để nó ăn uổng lắm. Nên khi các bạn sử dụng cái phân này thì mình để ý nha, chuột nó sẽ tới phá đó. Và mình nên lưu ý rằng có nhiều loại phân mình xài á, những con thú vật nó hay tới phá, cũng như là phân cá đi, nó hửi thấy cái mùi đó nó tới, nó cũng tới nữa chứ không phải không đâu. Thì hôm nay Nhật Thanh muốn chia sẻ một cái bí mật là mình muốn giúp cho cây ớt nè, rồi những cây cà, những cây giống như là ăn trái mà rau quả của mình đó nó được tốt mà nó chắc, nó phát triển á, thì mình sử dụng phân bón này nè các bạn. Tuy rằng nó dùng cho cây ăn trái lớn nhưng mà cây nhỏ mình cũng sử dụng được, nhưng mà ít thôi nha. Cái cây bưởi năm roi của mình nó chết rồi. Rồi hôm bữa nó mọc lên mấy cái nhánh nhỏ nhỏ vậy nè. Con chó của mình nó nhảy lên đây nó phá sao gãy mất mấy cái nhánh, thì hôm nay nó mọc lại những cái nhánh này ở đây. Thì mình hy vọng mình chăm sóc nó sẽ lớn lại. Thì bây giờ mình cho các bạn thấy cái cây của mình á, nó chỉ còn có mấy cái nhánh này thôi à. Thì mình còn mấy cái nhánh ở đây nè, mình chăm sóc để vài bữa nữa cho các bạn xem á, coi nó lớn cỡ nào nha. Thì mình đi thu hoạch mấy cái lá keo á, ở đây nè. Mấy cái lá keo này nè, nếu mà mình có nhiều quá thì mình có thể làm cái gì, tại vì mình ăn á, mình ăn nhiều quá cũng, tại vì đối với người Việt Nam mình á, ăn cái lá keo nhiều quá cũng khó chịu, mình cũng không ăn nhiều quá đó. Tại vì nó cứng, nó không phải như là rau thường của mình. Thì mấy cái này hư rồi mình bỏ. Thì mình có thể làm chip nha các bạn. Mình rửa sạch, mình cắt mấy cái miếng này ra nhỏ 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 nè, rồi mình cho một chút xíu muối, mình muốn bỏ cheese hay là các bạn muốn bỏ cái gia vị gì á, rồi mình bỏ một chút xíu dầu ô liu vô, hay là dầu trái nho đó, mình trộn đều lên rồi mình bỏ vô trong cái oven á, mình nướng. Mấy cái lá này nó hơi vàng, lâu ngày mình không ăn á, tại nhiều quá, mình nhiều rau quá mình không ăn, để nó hơi vàng mình bấn mấy cái lá này thôi. Như là mình muốn để cho cái chỗ trống á, cho cái cây này á, nó phát triển. Các bạn thấy nè, mấy cái lá keo của mình nè, nó mọc xum xuê, thấy ham dễ sợ luôn á, nó bự nè. Nè các bạn thấy nè, mấy cái lá này nó non ghê, nó mềm mại. Mình chỉ dẫn ảnh quay phim á, ảnh nói ảnh professional á các bạn, ảnh nói mình professional. Trời ơi là trời. Đó, mình bấn bớt đi, nhiều dễ sợ, như là cái bông nha, đẹp ghê á. Cái lá keo này á, mình có thể mình xay nước uống nha, nhưng mà Nhật Thanh cũng khuyên á là mình á, uống cái gì cũng vừa phải thôi. Cái lá keo này á mà mình sử dụng nhiều quá cũng rất là dễ bị sạn thận, tại vì những bất kỳ cái rau nào càng bổ dưỡng thì nó càng có những cái chất dễ gây sạn thận lắm các bạn. À, mình bấn. Các bạn thấy ham không? Mình bấn mất chút xíu mà có đóng nè. Mình làm chip mình ăn.
mình ngắt mấy cái lá này. Thôi chắc đủ rồi đó. Mà được cái các bạn biết không, cái lá keo này á, mình trồng á, cho giống như là mùa đông đi mình ăn cũng được, cho tới mùa hè luôn. Các bạn nhớ không, cái cây này á, mình trồng từ hồi mùa đông, nhưng mà tới bây giờ là mùa hè rồi mình vẫn thu hoạch được và mình vẫn ăn, nó vẫn sống. Công nhận cái keo này á, mình trồng là mình ăn cả năm luôn đó. Mà trồng á, Nhật Thanh thấy á, khá đơn giản, không có gì hết. Mình cũng bón phân bình thường thôi. Phân mình bón mấy cái cây kia sao thì mình bón cái cây này cũng y chang như vậy. Mình tỉa cho nó bớt, nó mọc nhiều quá đi, nó đụng cái cây này nè, mình bấn nó. Các bạn thấy nè, mình ha bấn nãy giờ quá trời luôn mà cái cây của mình nó vẫn còn xum xuê đó. Đây nè, lá keo của mình ở đây nhiều nhiều có đống đây nè, mà cái cây của mình ở đây nó vẫn còn xum xuê á. Thôi mời ông cắt cỏ, ông cắt á, văng cỏ tùm lum hết trơn trên mấy cái lá của mình. Chút mình tưới nước cho nó sạch. Thôi mình đi qua cắt lá sâm nha các bạn. Hôm nay mình hứa, tại mình hứa con mình với ông xã mình á, làm sân sâm cho ăn hoài mà mấy bữa nay làm biếng mình không có đi cắt, hôm nay mình đi cắt đó. Cái sâm này của mình á, hôm bữa dưới 18 độ F nó bị chết, nhưng mà sau đó thì nó sống lại, bởi vì mình đừng có sợ. Nó dài rồi á, mình cắt bớt. Mỗi lần á, mình cắt một nhúm này vô á, là mình làm được một tô đó, một tô bự. Thì ở nhà gia đình á, bốn người mỗi người chia ra một chén. Cái lá sâm này á, khi mà mình xay á, thì mình ăn ngày nào mình xay ngày đó, chứ mình đừng giống như là mình xay mình để dành cho mấy ngày sau mình ăn nữa, thì nhiều khi nó bị chảy nước á. Chảy nước thì nó không có ngon nữa. Cái này á, là mình nghĩ chắc hơn một tô luôn đó. Nhiều khi á, mình xay cái nước lá sâm xong á, nó còn cái nước giống như là người ta nói, là mình nghe không biết đúng không á, người ta nói nước nhão á, các bạn, giống như là nước thứ hai á, mình lấy mình để giống như mình pha nước mình uống thôi cho nó mát. Nè, ở dưới đây nè, nó mọc tuốt ở dưới gốc, mình phải cắt bớt chỗ này nè, để ông cắt cỏ ông đi, ông cắt cho nó dễ. Cái lá nào ăn được thì ăn, không ăn được thì cái nhánh đó mình bỏ. Cái nhánh này dày để mai mốt trồng, mình trồng dưa giống. Cái lá sâm này á, nó mềm mại lắm các bạn, chứ không phải là nó cứng đâu, nó mềm mại lắm. Nhiều cái lá sâm mình dò nó, nếu mà mình dò tay nó cứng lắm, khó chịu lắm. Nhưng mà cái lá sâm của mình á, khi các bạn dò nó mềm mại, nó khá mềm mại luôn. Cây đậu bắp này của mình á, mấy bữa nay á, bị kiến nó phá, nó lên nó đục mấy cái bông với cái trái á, nó hư mấy cái trái. Đậu bắp đậu mùa các bạn, đậu mùa. Trái này còn nhỏ nhưng mà mình cắt luôn. Ở đây nữa nè, mình rải quế rồi đó. Quế có nhiều công dụng lắm các bạn, kiến nó cũng sợ quế lắm. Mình mới rải ở dưới gốc đó. Đậu bắp.
cứ mỗi ngày hái một chục trái gì đó, rồi mình để chừng khoảng á. Cái cây này các bạn thấy nó mạnh ghê không? Mới đây mà nó đâm ra cái nhánh phụ rồi nè, rồi nó nhánh phụ nó cũng có trái nữa, mình cắt bớt. Hôm nay thì mình vẫn quay lại chỗ này, mình thu hoạch đậu que, mình để mấy trái cho nó già già một chút đi, rồi để lấy hạt giống. Mà công nhận nha, cái đậu que này thấy mê thiệt đó các bạn. Trái nó mọc cứ liên tục. Bữa giờ các bạn thấy mình thu hoạch biết bao nhiêu lần rồi. Mà cái trái này là cái trái dẹp đó. Nửa tương lai các bạn mua giống như là giống hạt đậu que thì mình mua cái loại này. Mà mình lần đầu tiên mình trồng luôn, chị mình cho cái cây này nè. Mà mình không biết nó sinh tồn được bao nhiêu lâu đó. Mình để cái hạt giống của nó. Mà công nhận thiệt, trái cứ mọc liên tục, thấy ham quá à. Mà nhiều nữa. Đây nè, mà mình trồng có 2 cây thôi á. Nếu mà mình trồng một vàng á, khoảng chừng 10 cây á, chắc ngày nào các bạn ra cũng hái một rổ á. Mình hái chơi sơ sơ như vậy thôi mà nhiều nè. Cái trái này á, không biết mình nên để dành lại để làm hạt giống hay không. Cái trái này cũng vậy. Mà không biết chị mình mua ở đâu nữa. Thấy mê các bạn. Cứ mọc liên tục. Nè, mấy cái trái nhỏ nè, nó cứ mọc ra. Trái nhỏ nhiều lắm, liên tục à. Đây nè, mấy cái trái nhỏ đây nè. Các bạn mua cái giống đậu que này về mình trồng. Đây, cái trái này nè. Chắc để hạt giống trái này đi. Như là cái trái này nè, các bạn thấy nè, mấy cái trái con nè. Thôi Nhật Thanh xin chào tạm biệt mọi người nha, và hẹn cô chú anh chị các bạn khi sau. Bye bye mọi người nha.